Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Mr. House. Và hôm nay thì Mr. House có về được một cái đôi lo CB Line. Và nói chung thì đôi lo này thì về với tình trạng là rất là thương tâm luôn. Nó bị thương tích rất là nhiều. Và đôi này thì cũng nói với mọi người luôn là đôi này Mr. House đem về nhưng mà thực tế là đã bị lỗ rồi ha. Nhập về mà nó bị tình trạng là rất là nhiều thương tật luôn. Đôi này theo đánh giá của anh em chơi thì đánh khá là hay nha. Ngoại hình thì như mọi người thấy á, một bát thì khoảng 16 cm và một chép đơm hình như là titan á. Mình ra trên mạng là thấy là chép đơm titan. Thì cái đôi này một lo nó nặng 8,5 kg, hai lo là khoảng 18, 16, 17 kg á mọi người, nó khá là nặng luôn. Thì gỗ mọi người thấy nè, nó rất là dày nè. Và những đôi lo Mỹ mọi người biết rồi, Mỹ là nó rất là nặng và tiếng bass nó đánh rất là hay nha. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ về những cái khiếm khuyết của em nó. Do cái cặp này á là mình lấy về chung với những cái đôi lo khác nữa, nên là khi mà về á nó không có y căng. Mà mình để quay ngang cho mọi người xem nè. Đó, mọi người thấy hai cái phần mũi lo chép nè, nó lộ ra bên ngoài, nên khi mà người ta vận chuyển, người ta xếp chồng lên nhau thì nó làm vỡ cái mũi lo chép nè, mọi người thấy không? Đây nè, nó bị vỡ cái mũi lo chép một tí nè. Thì lo bên này thì còn nguyên dạng, không bị vỡ, nhưng mà nó hơi bị nứt nhẹ đó. Thì mình đã test thử rồi, nói chung là nó hát không ảnh hưởng gì hết á. Cái chép này là nó không ảnh hưởng gì hết cho mọi người, nó có xấu bên ngoài thôi. Cái này dài thì anh em nào mà mình muốn đẹp á thì mình thay cái núm này một tí, mình ra ngoài chợ hoặc là mình ghé mấy cái cửa hàng điện tử á, mình kiếm mình về mình thay vô rất là dễ đó. Bên này cũng vậy luôn. Rồi bây giờ tới cái lò bát nha. Hỏi mọi người thấy lò bát nè, bát này là bát giấy nè, bát này là bát giấy nè đó, bát giấy nè. Thì nó vận chuyển cũng vậy luôn, nó không có cây căng, nó che, không có ăn nó che ở ngoài, nên khi mà vận chuyển á thì nó cắn cái lo này, nó cắn cái cạnh lo nè, cạnh lo của những cái lo khác á, nó cắn vô đây nó làm rách nè. Thì Mr. House dài á, Mr. House đã gia cố lại rồi, nó xấu thôi chứ thực tế là nó không có ảnh hưởng gì hết. Lo bên đây cũng vậy luôn nè, nó bị một đường nhỏ đây nè, thì nó chỉ xấu thôi chứ nó không ảnh hưởng chất âm. Cặp này Mr. House đã test rồi nha, cái chất âm thì rất là hay luôn, tiếng bass rất là sâu luôn. Thì bây giờ Mr. House sẽ tháo ra bên trong cho mọi người xem cái nội thất bên trong cũng như là cái củ lo bát. Đó, đặc trưng của cái dòng lo Mỹ mọi người, mình vừa gỡ cái thùng ra thôi là đã nghe có mùi thơm rồi. Rắc dây mạ vàng nè. Cặp này sản xuất năm 1985 nha mọi người. Sạch Google nó ra luôn. Đó nè, cái bát nè, bao mọi người là nguyên zin từ A đến Z hết nha. Cho mọi người xem nè, rất đẹp luôn. Bát này khoảng 16 cm nha. Nó bị một đường nhỏ đây nè, thì mình cố định lại rồi. Nãy mình dặn cái phần nhựa này lâu ngày quá nó bị bể miếng nè mọi người, không ảnh hưởng gì hết nha. Đây cái củ lo chép nè, đó củ lo chép ha, 500 từ rất to luôn. Cái này mình giải lắm, cái này cái lo chép này thì nó mình dài, anh em nào mà chơi thì mình biết rồi. Mình giờ mình thay cái màn này ở ngoài thôi, không phải cool nha, nó không ảnh hưởng gì tới cool hết. Mình thay cái màn cho đẹp tí, còn không mình để nhà mình hát không ảnh hưởng gì hết nha. Rồi để quay bên trong cái thùng lo cho mọi người xem luôn. Đó, mọi người thấy cái phân tầng không? Phân tầng rất là khủng nha. Ở trong này nó lót cái mút hết luôn nè, cái mút này rất lạ luôn. Mình thấy cái mút này rất là lạ luôn nè. Mọi người thấy là cái dây của nó cũng xịn luôn nữa. Cặp này là mình bao zin từ A đến Z hết nha. Mình đem về có sao mình nói vậy ha. Cái tình trạng của nó là vậy.
bên này hơn. Cái này mình có một cái cặp màng nè, màng này là mình dùng để thay vô cho cái lo này nha. Đó, nó không có trùng màu nè, cái này nó màu hơi vàng vàng tí, cái này màu hơi đen đen tí nè, nhưng mà nó là bát 16 nha. Mình giờ mình chỉ việc mình thay vô thôi. Ở đây mấy tôi háo không thay nha mọi người, mình không phải là thợ, mình không phải là thợ nên là mình chỉ bán ra, mình mua sẵn cho anh em, anh em giờ thích gỡ là thay qua, còn mình chỉ bán vậy thôi. Đó, thực tế cái này là đẩy hát rất ok luôn, nó không có bị gì hết nè, nó chỉ xấu bề mặt ngoài thôi đó nè. Ngoài ra cái cặp này là nguyên zin hết, và giá thị trường của cặp này á là phải tầm là từ 3,5 triệu cho tới khoảng 4 triệu nha mọi người. Thì mọi người cứ sạch trên mạng. Thì cái này lưu ý là anh em nào mà không có chú trọng về ngoại hình á, thì mình cứ lấy về chơi nha. Còn đặc biệt là ưu tiên cho anh em thợ về mình thay về, thay đầu mình bán lại. Thì cặp này mình về mình thay rồi thì nói chung không ảnh hưởng chất âm đâu, cho là cái cool nó đã ok hết. Ở cái clip này thì mình chỉ quay cái lo, cái bên ngoài lo cũng như tháo cho mọi người xem cái củ lo, bát của lo chép thôi. Thì ở cái clip sau thì mình sẽ test cái chất âm của em nói nha. Bây giờ trời nó cũng tối rồi nên là mình cũng xin kết thúc cái clip ở đây nha. Thì cặp này mình có để giá dưới mô tả, và anh em nào thấy hợp lý thích thì cứ nhắn tin hoặc là điện thoại Zalo cho Mr. Háo. Mình xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Thì mọi người ủng hộ mình bằng cách nhấn vào nút like, share cũng như nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên dưới màn hình, góc bên dưới bên tay phải màn hình ha, để ủng hộ kênh YouTube cho Mr. Háo, cũng như là để theo dõi những cái video mới nhất về lo cũng như các sản phẩm logo mà Mr. Háo sẽ up trong thời gian tới nha. Thì bây giờ Mr. Háo xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.